Rồi, xin chào các bạn, rất vui các bạn trở lại kênh YouTube mình. Hôm nay mình sẽ chia sẻ tới bạn cách để sửa cái lỗi là cái iPhone của chúng ta hay là iPad nó khác tự động sửa từ, sửa ngôn ngữ và chúng ta gõ toàn bị sai từ ấy. Thì làm sao để chúng ta có thể điều chỉnh được cái bàn phím nó đúng về cái từ mà chúng ta muốn điền. Bình thường thì chúng ta sẽ vào tin nhắn như bình thường và các bạn gõ như thế này. Đó thì nó sẽ hiển thị được ra cái bảng như thế này. Bây giờ chúng ta muốn cái ngôn ngữ của nó về đúng cái thứ tự thì chúng ta sẽ ấn vào cái mục hình cầu đây này. Các bạn giữ ở đấy. Nó có cái mục là cài đặt bàn phím. Chúng ta sẽ ấn vào đây. Các bạn tắt cái mục tự động sửa nhé. Các bạn tắt mục tự động sửa này. Chúng ta tắt cái mục dự đoán này đi. Đó. Sau khi các bạn đã tắt xong thì chúng ta sẽ vào lại và gõ lại xem nào nó còn bị lỗi không nhé các bạn nhé. Ok, thì cảm ơn các bạn đã theo dõi video. Các bạn hãy ấn nút like đăng ký kênh và xem những video hữu ích tiếp theo của mình nhé. Xin chào và hẹn gặp lại.